Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có trên 20.000 người công giáo với gần 30 giáo xứ, phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Những năm qua, các chức sắc đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đoàn kết lương giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Gia đình giáo dân Lương Trọng Thành thuộc giáo xứ Cao Xá hiến trên 120m² đất thổ cư cùng nhiều tài sản khác trên đất để mở rộng đường. Ông Thành còn tích cực tuyên truyền nhiều gia đình giáo dân khác cùng thực hiện. Được biết đến nay đã có 76 gia đình giáo dân hiến đất làm đường với tổng diện tích gần 2.700m². Thực hiện cái lời kêu gọi của cha xứ cùng với cấp ủy đảng chính quyền địa phương thì chúng tôi đã đi đầu trong việc hiến đất, cũng là động viên bà con trong cái tuyến đường ấy để mà cùng nhau hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở đường giao thông nông thôn. Giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao có gần 1.300 giáo dân, đồng bào công giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong phát triển kinh tế, các gia đình công giáo tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh, tích cực học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Hiện nay, giáo xứ Cao Xá có 300 hộ giáo dân có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Ngài đã kêu gọi giáo hội hiệp hành, đoàn kết, đường giáo là một cả. Công việc của giáo xứ hay của xã hội này, chúng ta đều phải có trách nhiệm. Linh mục cũng đã cùng đồng hành với cả ủy ban nhân dân, rồi đồng hành với xã hội, tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện rất tốt về công tác phòng chống dịch và cũng tham gia tích cực là ủng hộ, đóng góp vào cái quỹ phòng chống Covid của địa phương, là đóng góp được trên 50 triệu. Để ủng hộ cho đồng bào ở các tỉnh miền Nam. Tại giáo xứ Đào Xá, xã Đào Dương, hiện có hơn 300 giáo dân không chỉ chung tay cùng địa phương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, mà còn tuyên truyền vận động các hộ công giáo xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ở lễ Noel năm nay thì không được mở tưng bừng như mọi năm, các phần hội, tức là phần hoan ca văn nghệ không có tổ chức nữa. Thông báo cho rộng rãi cho bà con giáo dân là nên ở nhà tham dự thánh lễ trực tuyến. Một mùa Noel nữa lại về, các nhà thờ đã được trang hoàng lung linh, rực rỡ, mang đặc trưng rất riêng của xứ đạo. Đồng bào công giáo tại tỉnh Hưng Yên luôn nêu cao mục tiêu sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp.